cần bán một căn nhà 3 gian luôn nha anh chị, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn An Ninh và nằm ngay góc ngã tư luôn nha anh chị. Thích hợp cho mình là ở hoặc là mình kinh doanh quán cà phê nét xưa, hoặc là mình kinh doanh quán cà phê nhà cổ ở đây nha anh chị. Thì đây là một căn nhà ngang 10,44, dài là 24m, nở hậu là 12m nha anh chị. Tổng diện tích hết là 244,7m², trong đó là full thổ cư đất ở tại đô thị, và nhà của mình là có chủ quyền nhà cấp 4 đàng hoàng luôn nha anh chị ơi. Nhà cực kỳ rộng luôn, và điều đặc biệt là hai mặt tiền đường công cộng nha anh chị. Phía trước á, là đường Nguyễn An Ninh, phía sau là cái hẻm đường công cộng là hẻm ô tô nha anh chị. Cái nhà cực kỳ rộng luôn, xây theo phong cách nhà xưa nha anh chị, kiểu ba gian ha, nhưng mà rất là đẹp và cực kỳ kiên cố luôn nha anh chị ơi. Đó, nhà của mình là nhà mái ngói luôn nha anh chị, rất là mát mẻ luôn, nằm ngay nội ô thành phố Mỹ Tho, đường Nguyễn An Ninh, phường 2 thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Và từ nhà của mình là nằm ngay góc ngã tư nè, mình ra ngay chỗ đường Hùng Dương là ngay trung tâm á, ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho là chỉ đúng 1 km thôi nha anh chị ơi, qua cầu quay là đến nha anh chị. Sổ hồng riêng chỉnh chu hết luôn nha anh chị, 244,7m² luôn nha anh chị, và full thổ cư đất ở tại đô thị cho mình luôn, một căn nhà rất là đẹp luôn nha anh chị. Thích hợp cho mình kinh doanh mua bán luôn nha anh chị. Phía sau là có cái đường công cộng và đường hẻm, coi như là hai mặt tiền trước sau mà nằm ngay ngã tư luôn, cực kỳ là đắc địa luôn. Thì nhà của mình, anh chị nào mà sổ hồng riêng, anh chị nào mà muốn mua thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh chị, để mình nhận báo giá cũng như là mình xem sổ hồng nha anh chị. Tại vì đây là một căn nhà giá trị lớn á, cho nên là em không có báo giá công khai được. Anh chị nào quan tâm thì mình hãy trực tiếp gọi điện cho em sẽ báo giá cho mình. Tại đây là những căn nhà giá trị cao cho nên là chủ không có muốn người ta biết với cái giá trị bán của căn nhà này, cho những cái người nào người ta đến sau người ta mua để ở hoặc là người ta mua đầu tư, người ta cũng không muốn giá của căn nhà mình là công khai trên cộng đồng mạng nha anh chị. Cho nên chị nào thật sự quan tâm cứ liên hệ với em sẽ gửi sổ hồng cũng như là báo giá cụ thể cho mình tại thời điểm đó nha anh chị. Và chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo ạ.